Gia đình bà Châu đã đặt vé đi du lịch nước ngoài từ một tuần trước, dự kiến ngày 29 tháng 10 sẽ lên đường. Vậy nhưng chuyến du lịch này của gia đình bà Châu có thể sẽ phải rời lại vì lý do không đổi được ngoại tệ. Có một người đi đổi tiền Việt sang tiền đô thì bị phạt 90 triệu. Thì bây giờ nhà gia đình chúng tôi chuẩn bị thứ hai này là có chuyến bay đi nước ngoài. Thì chúng tôi muốn đi đổi đô để đổi tiền Việt ra tiền đô, nhưng mà không biết đổi ở đâu cả. Bây giờ chỉ có ngân hàng, nhưng mà chúng tôi ra ngân hàng thì thứ bảy chủ nhật ngân hàng nghỉ. Thì chúng tôi đi các cái phố ở trên Hà Nội này thì họ đều không có đổi cho. Thì bây giờ chúng tôi đang lo lắng cái chuyến bay chúng tôi tới đây thì là không biết lấy tiền đâu để mà đi. Thì bây giờ chúng tôi là người dân đang phân vân lo lắng để cái chuyến bay của gia đình. Thắc mắc của bà Châu cũng là câu hỏi của nhiều người dân hiện nay từ khi xảy ra vụ việc đổi 100 đô la Mỹ bị phạt 90 triệu đồng tại Cần Thơ, nhất là những người dân ở khu vực nông thôn. Nếu mà ở các cổ nông thôn thì muốn đổi ngoại tệ là thường thường là cả xã thì có một ngân hàng thôi. Thì đến thứ bảy chủ nhật thì người ta lại nghỉ. Nhưng mà ví dụ như là cô muốn thứ bảy cô muốn đi du lịch hay là cô muốn đi việc gì đấy thì cô lại mang đô đi đổi thì cô phải ra tiệm vàng ở xã đấy cô đổi. Thì tất nhiên là giá cả ở tiệm vàng với ở trong ngân hàng thì như các cô là các cụ không biết nó chênh nhau bao nhiêu, mà nó thì chắc là nó chênh nhau không đáng kể. Cho nên thường thường các cô đổi thế để cho nó tiện đấy, được việc của các cô nữa. Chứ còn chính ra các cô chả có là bao nhiêu cả. Thì ví dụ như đổi thì 100 hay 200, rồi lắm thì cho đến 500 đô nó cùng. Theo người dân, từ trước tới nay, thói quen của họ là đến các cửa hàng buôn bán vàng để mua bán ngoại tệ. Nhiều người dân chưa bao giờ biết về quy định mua bán ở các cửa hàng không được cấp phép mua bán ngoại tệ là vi phạm pháp luật. Tại vì nó có 100 đô mà phạt của người dân như thế là 90 thì triệu thì người ta lấy tiền ở đâu người ta nộp phạt. Cái thứ nhất người ta cũng không đã phổ biến, đã có cái quy định gì cho người dân đâu, người ta biết là người ta phải đổi ở đâu. Đấy là nói rõ là như thế thì nó mới biết. Quy định là phải ra ngân hàng đổi, chẳng hạn ra ngân hàng công thương hay ra ngân hàng nông nghiệp thì cái đấy người dân người ta mới biết. Chứ còn người ta chỉ biết là có tiền người ta cầm như là tiền Việt Nam thôi, thì ở đâu là đổi thì người ta đến đấy người ta đổi thôi. Để tránh những rủi ro, người dân hãy đến các ngân hàng thương mại đã được ngân hàng nhà nước cấp phép mua, bán ngoại tệ. Bên cạnh đó, người dân cũng có thể tới các điểm kinh doanh của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép kinh doanh ngoại tệ.